Thưa các bạn, dù hành trình khất thực của sư Thích Minh Tuệ đã dừng lại từ đêm ngày mùng 2 dạng sáng ngày mùng 3 tháng 6, nhưng dư âm của hành trình ấy vẫn còn cho đến tận hôm nay. Sau nhiều ngày bật vô âm tín, sư Thích Minh Tuệ đã xuất hiện trong một số video của Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí nhà nước. Một đoạn video của công an tỉnh Gia Lai cũng cho thấy nhà sư đang đi nhận căn cước công dân. Thông điệp của chính quyền trong các video này là nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng sự tu hành của sư Thích Minh Tuệ đồng thời lên án các phần tử xấu, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Có thể thấy, sau giai đoạn đầu khá bị động, chính quyền đã đưa sư Thích Minh Tuệ vào sự quản lý của mình, cũng như sử dụng ông cho các mục đích tuyên truyền chính sách về tôn giáo. Sư Thích Minh Tuệ từng nhiều lần khẳng định ông không nhà, không chùa, không thuộc giáo hội nào, không là thầy của ai. Ông nói ông đã phát tâm bộ hành khất thực cho đến chết để thực hành tránh pháp của Đức Phật Tuy nhiên, nguyện vọng tu tập ấy của ông khó có thể được duy trì trong dài lâu trước sự quan tâm quá lớn của công chúng cũng như ý chí quản lý của chính quyền. Vào ngày 3 tháng 6, ngay sau khi chính quyền thông báo đã thuyết phục sư Thích Minh Tuệ dừng hành trình khất thực, Bộ Công an Việt Nam đã công bố phần mềm quản lý tăng ni Phật tử mang tên VN Phật tử. Tăng sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tự điền thông tin cá nhân vào ứng dụng này để nhà nước quản lý chưa biết hiệu quả và sự cần thiết của các công cụ quản lý đến đâu, nhưng cần biết rằng, ngoài 5 triệu tín đồ Phật tử là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam được chính quyền Việt Nam công nhận, còn một số lượng chưa được thống kê những tu sĩ không muốn nằm trong hệ thống này, trong đó có sư Thích Minh Tuệ. Trong video này, chúng tôi sẽ đưa ra các phân tích về việc chính quyền Việt Nam quản lý tăng ni cùng ý kiến của các chuyên gia, nhưng trước hết, mời các bạn bấm nút chuông kênh YouTube của BBC tiếng Việt để tiếp tục theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của chúng tôi. Đưa sư Minh Tuệ vào diện được quản lý. Việc chính quyền có mặt và can thiệp vào hành trình bộ hành của ông Minh Tuệ gây ra nhiều bàn tán trong dư luận. Về phía chính quyền thì ban tôn giáo chính phủ ra thông báo chính thức, trong đó một lần nữa khẳng định quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng ông Tuệ không phải là tu sĩ, và ông đã tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Thầy Minh Tuệ thì xưa nay chắc chắn là sẽ có cái chứng minh nhân dân rồi, nhưng mà trong nhiều năm đi khất thực, gần 6 năm khất thực thì có lẽ là thầy Minh Tuệ là chưa chưa có làm cái căn cứ công dân. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà đưa thầy Minh Tuệ làm căn cứ công dân, nó giống như là một lý do để mà thuyết phục thầy Minh Tuệ gọi là ẩn tu. Dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam, thành viên của các tổ chức không nằm dưới sự quản lý của giáo hội chính thống thì không được công nhận là tu sĩ. Theo nhà sư Thích Đồng Long, thì các vụ việc chính quyền can thiệp vào đời sống tu hành của những người không nằm trong giáo hội nhà nước như vụ bắt giam thành viên gia đình ông Bùi Văn Trung theo đạo tràng Út Trung hay mới nhất là việc sư Minh Tuệ phải dừng bộ hành cho thấy cách quản lý độc tài của nhà nước Việt Nam. Cái vấn đề mà mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan thì đó là cái vấn đề ngụy biện còn thật ra thì cái mục đích chính là chính quyền Việt Nam không thích và không muốn sư Minh Tuệ tiếp tục cái hành trình vì cái việc tiếp tục hành trình của sư Minh Tuệ và ở trong đoàn này nó sẽ thu hút số lượng đông quần chúng Phật tử và cả người dân tạo nên cái sự ngưỡng mộ và mọi người tập trung đông và cái sự tập trung đông này nó không được cái sự chỉ đạo sắp xếp và cho phép của chính quyền thì người ta sẽ lo ngại có những cái biến động xảy ra cho nên là người ta muốn à, ngăn chặn và coi như à, chấm dứt cái việc thất thực này nếu mà chính quyền Việt Nam là một nhà nước dân chủ tự do về tôn giáo về tín ngưỡng và về tôn trọng nhân quyền thì chính quyền phải nên hỗ trợ cái việc sư Minh Tuệ cùng đoàn đi thất thực thì hiếm có một người có thể thực hành theo cái lại Phật dạy như vậy. Thì đây là một cái việc lành, cái việc tốt giúp cho những người Phật tử và những người dân nhìn lại được bản thân trong giữa một cái thời đại mà vật chất nó lên cao. Cũng trong ngày mùng 3 tháng 6 đã xuất hiện một văn bản được cho là tuyên bố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một tổ chức Phật giáo nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. BBC News tiếng Việt đã xác minh đây đúng là tuyên bố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Theo đó, Hòa Thượng Thích Viên Định thay mặt Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã chính thức lên tiếng. Bài phát biểu có đoạn. Nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hóa thầy Minh Tuệ bằng cách tách thầy ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy một nơi để họ dễ kiểm soát. Việc làm này đi ngược lại lòng dân và Phật tử. Nhà cầm quyền có thể kiểm soát xã hội nhưng không thể kiểm soát được lòng người yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự chọn lựa tu hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ mà không can thiệp. Thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng khẳng định sư Minh Tuệ là tu sĩ. Tu sĩ thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy, không nhà không cửa, không chùa viện am thất, rày đầy mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây nơi đất hoang nghĩa địa, tự do tự tại không nơi cố định, đúng phẩm hạnh của một vị tu sĩ Phật giáo, mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ Phật giáo, vậy thì còn cần gì phải theo giáo hội này, tổ chức kia cho thêm phiền phức buộc ràng. Đó là nội dung phát biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Quản lý tăng ni. Việc chính quyền tạo ra các công cụ để quản lý tăng sĩ không mới trong xã hội Việt Nam chủ yếu thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trên giấy tờ. Đến nay, ứng dụng như VN Phật tử là một bước đáng chú ý trong nỗ lực số hóa công tác quản lý tôn giáo. Câu hỏi đặt ra là việc quản lý này sẽ hiệu quả đến đâu? Thực chất là xưa nay là, là nhà nước đã quản lý thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Có điều là trên các cái thủ tục trên giấy tờ là chính. Giáo hội Phật giáo cũng đã cấp các giấy chứng nhận tăng ni bây giờ thì số hóa riêng số hóa cái phần quản lý tăng ni thì, thì cũng ok thôi cũng rất là tốt tuy nhiên thì uh, riêng cái khoản quản lý phật tử thì tôi nghĩ là không cần thiết có nghĩa là phật tử chỉ đơn thuần là những người tin và tu hành theo lời Phật dạy hôm nay họ có thể là phật tử của chùa này ngày mai họ không thích chùa này họ lại qua chùa khác những cái con số này nó thay đổi rất lớn và thường xuyên cho nên là không cần thiết phải quản lý tới cái mức độ phật tử mà nó chỉ làm tổn hao nguồn lực thôi quản lý về phần tu sĩ uh, trên phương diện hành chính là được rồi. thì về cái chức năng cúng dường trực tuyến ấy, thì thật ra là uh, mô hình này quản lý này thì các nước như Trung Quốc, Đài Loan hay Singapore người ta đã có làm rồi. nhưng uh, ở các cái nước như Singapore, Đài Loan thì cái cái các cái dịch vụ cúng kính ấy, thì nó phải được niêm yết và đánh thuế. thì các cái này là nó sẽ được quản trị thông qua một bộ phận quản trị các cái chùa ở bên Xin thì họ giống như các công ty và nó được quản lý rất là bài bản ở đây gọi là người ta đang cố gắng củng cố dư luận để tạo ra một cái thế mạnh cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và nói rằng đây là tổ chức chính danh mà chắc chắn là những vị thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thì người ta sẽ công bố cái danh sách ra là những vị đó là tu sĩ thật là cái người tu hành còn ngoài ra thì còn lại những ai nếu mà nói tu theo phật giáo mà không theo uh, cái giáo hội phật giáo việt nam không đăng ký trên phần mềm đó kể cả tăng ni hay là cư sĩ phật tử thì người ta đều nói là lợi dụng danh nghĩa hay giả dạng là chỉ là người dân bình thường có thể người ta cho rằng đó là những phần tử xấu để sau này khi có xảy ra đàn áp hay là bắt bớ giam cầm gì vân vân thì người ta sẽ nói với dư luận rằng đây là không phải là những người tu chúng tôi hoàn toàn không có đàn áp tôn giáo và chúng tôi chỉ là À, trừng phạt là những cái phần tử xấu và chống đối lại chính quyền khó có thêm các thích minh tuệ ở Việt Nam dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam khi mà những người tu hành không nằm trong hàng ngũ của giáo hội Phật giáo Việt Nam như sư thích minh tuệ thì không được coi là tu sĩ liệu có còn hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều những thích minh tuệ khác hay không nếu mà muốn tương lai Phật giáo Việt Nam có nhiều người tu mà với những cái công hạnh mà đáng ngưỡng mộ như vậy thì trước tiên là Việt Nam phải cần có cái tự do tôn giáo và tự do về tín ngưỡng đúng nghĩa những cái tổ chức độc lập hoặc những cái tu sĩ, cư sĩ không trực thuộc giáo học giáo Việt Nam có thể tự do hành đạo chỉ cần là không có ảnh hưởng xấu đến xã hội nói chung là được. Nhưng mà cái vấn đề này thật ra nó rất là khó bởi vì sư minh tuệ là một quý vị xem như là đầu tiên có cái sức ảnh hưởng lớn đối với uh, quần chúng phật tử uh, trong việt nam vì những cái công hạnh mà sư đang tu học mà chỉ một cái thời gian ngắn được biết đến với lại công chúng nhiều thì đã bị là đàn áp đã bị là khống chế ngăn cản không cho tu học nữa thì cái vấn đề nói rằng sau này sẽ có nhiều vị như sư minh tuệ trong cái bối cảnh mà tình hình tôn giáo và nhân quyền tại việt nam nó có nhiều cái vi phạm thì rất là khó tại vì bản thân ông minh tuệ cũng là một người đang thực hành tại vì chính bản thân ông minh tuệ cũng không có thức giảng gì và ông cũng nói rõ điều đấy thì nhưng nó thể hiện cái cái gọi là trong phật giáo nó có gọi là cái thân pháp tức là mình lấy thân mình ra để mình thực hành mình làm tấm gương cho người ta Thì ông Minh Tuệ làm được điều đấy Nó, nó, có, nó có Nó có cái uh, Giá trị của nó Nhưng nó nếu mà muốn lâu dài Thì mình nghĩ là không có lâu dài được Cái hiện tượng này nó sẽ lắng xuống Rồi từ từ đâu vào đấy mọi người lại Quay về những công việc thực tại Có chăng tốt hơn thì cái cách nhận thức Của Phật tử, của người dân Thì họ sẽ sáng ra hơn nhiều thì từ đấy thì họ sẽ nghiên cứu thêm về kinh điển giáo pháp thì họ sẽ hiểu được chùa nào tu thật hay là không tu. Thưa các bạn, hành trình khất thực khắp đất nước của sư Thích Minh Tuệ đã dừng lại sau sự vào cuộc của chính quyền. Dù thế, những dư âm mà ông để lại vẫn còn vang vọng. Còn nhiều câu hỏi được đặt ra cho tình trạng và tương lai của Phật giáo Việt Nam cũng như cách thức mà chính quyền ứng xử với Phật giáo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin cùng những phân tích khách quan đa chiều mời các bạn đăng ký kênh youtube của bbc news tiếng việt để theo dõi trân trọng kính chào